Hello, em Trường An Auto xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả cô chú chị nha. Em vừa về thêm một con Nubira, mẫu xe ít tiền về phục vụ che nắng che mưa chở gia đình nè. Daegu Nubira là một dòng xe thương hiệu cũng của Hàn Quốc nha. Mẫu xe này người ta thiết kế ra ít tiền để cho những cô chú anh chị tầm giá tiền tầm ít mua về che nắng che mưa thôi. 47E04406, hai cụm đèn phía sau của Nubira nè, nguyên bản thân xe. Sơn si thì bận xem nó một cái áo màu vàng anh chị nhé. Mẫu xe đã qua sử dụng rồi, 202. 18 19 năm trôi qua rồi. Mua về che nắng che mưa ơi. Được cái chất máy ngon, gầm bề ok, nội thất đẹp. Con này full rồi, mâm đúc đầy đủ tính năng cho con xe rồi. Chủ nhà cũng đã sơn lại mâm đen nè anh chị nè. Vỏ nè. Vỏ trước được 80% là đây là phần gầm nè. Gầm bề nè. Quan trọng của chú anh chị mua xe để ý giùm tôi cho anh chất gầm, chất máy nhá. Hai điểm nó rất là quan trọng nhé. Phong dáng nè. Chủ nhà cũng đã dán cho em nó một lá cờ Việt Nam trên nắp capo nè. Biểu tượng của Daegu. Hai cụm đèn nguyên bản nguyên rin nè anh chị nè. Đó, đèn nguyên rin của nhà sản xuất nhá. Biểu tượng của Daegu nè. Sơn si đồng sơn ok anh chị nhá. Mẫu xe cũ mà. Quan trọng máy êm, đi lì không nằm đường là được. Con này đăng kiểm. Vừa đăng kiểm xong ngày 22 tháng 7 năm 2021. Vừa đăng kiểm tức thì. Biểu tượng kính chắn gió trước của Daegu không còn dấu hiệu nào thay thế. Con này chủ nhà đã lên gương xóa đi mù nè. Đây là gương xóa đi mù nha. Dòng này sẽ kết hợp xi nhan trên gương chiếu hậu. Bốn vỏ nè. Vỏ trước mới quá. Vỏ trước nè. Mới tinh. Đây anh chị nè. Mâm đúc nha. Đây là phần gầm nè. Con này gầm bề ok. Không có dấu hiệu là mục mọt anh chị nha. Dòng này hết sân rin rồi. Cô chú chị đừng hỏi cho anh còn sân rin hay không nha. Chất máy ngon. Bốn cánh cửa là dán tinh kết gì hết toàn diện trên chiếc xe rồi nha cô chú anh chị. Giờ đây thì đúng rồi, chúng ta không cần phải xe tiền trăm nữa đâu, vài chục chạy ngay. Bốn vỏ đẹp đẹp như nhau. Mâm là chủ nhà sơn mâm đúc, sơn là mâm đen hết toàn bộ rồi, gầm bề phía trong rồi. Được cái chất gầm là ok chưa, chất gầm đại chất. Đây anh chị nội thất nè. Dòng này thì người ta cũng đã bọc khá một chiếc xe khá là đẹp rồi, tấp bi bọc 5D nè. Đây là phần tay gối đồ về nè, bọc hai màu nè, màu kem với lại một màu hồng nhạt nha, một màu màu đỏ nhạt nè anh chị nè, hai màu nha. Đó, bọc hai màu hết toàn bộ chiếc xe rồi. Ghế sạch sẽ, không có dấu hiệu rách rưới. Táp lô táp bi thì mẫu xe này người ta cũng đã trang bị táp lô thảm chống nóng đầy đủ tính năng trên con xe rồi. Đây anh chị nè, đây là phần táp bi cửa nè, tay nắm là ốp inox nè. À, táp bi nó bọc ở trong là bọc 3D hết rồi nha anh chị nha. Ở ngoài là keo chỉ rin nè, keo chỉ rin nguyên bản nè, chủ nhà đã kết hợp nè. Ron chống trầy đầy đủ tính năng cho cô chú anh chị rồi. Hai bên là bàn gác chân đẹp như nhau nha. Mẫu xe tiền mà sóng lường nè, hết sân rin rồi nha anh chị nha. Không còn sân rin đâu. Dòng này cũng đã có trang bị màn hình camera gear nè. Đây anh chị nè. Trang bị màn hình cũ số nguyên bản nguyên rin của nhà sản xuất luôn. Đó, từng phần thắng tay đầy đủ tính năng hồi ngộ trên con xe rồi. Một chiếc xe khỏe là một niềm đam mê bên Trường Anh Auto. Táp bi đẹp chưa? Anh chị có táp bi nè. Đó, táp bi bên bên phụ, bên tài chưa? Đẹp như nhau nhá. Đây là phần ghế nè. Ghế phía sau thì chủ nhà cũng đã bọc toàn bộ hết rồi. Đó, ghế sạch sẽ lắm. Anh chị coi nè. Trường Anh quay từ khía cạnh xe cho cô chú anh chị xem nhá. Ok chưa? Rồi thất sạch sạch, sạch tưng à. Hai bên những sống gân nè, không có dấu gì là móp méo nhá. Hết sơn rim rồi nha. Đây anh chị là phía sau nè, hai loa tay gối phía sau đầy đủ nè. Trần thì sao ạ? Chúng ta quay về phần trần thì con này là trần nỉ bọc ni lông cách nhiệt. Máy con này chỉ có 1.6, mức độ tiêu hao cho cô chú anh chị đâu đó nó nằm tầm 7 lít. Keo chỉ trong nách nè, được cái rim và liền vẹt ok chưa? Đó, chỉ nỉ trong nách nè, không có đâm vai cứng đục nha. Mẫu xe hết tiền thôi. Táp bi cũng đã bọc 5D hết toàn bộ rồi. Bốn cánh cửa đẹp như nhau. Anh chị thấy sơn si đẹp không? Có dấu hiệu là trời không? Tuy rằng em nó hết sơn rin nhưng mà chất xe còn đẹp mãi với thời gian anh chị nha. Trường Anh gọi là forever đâu đó một tiềm ẩn đó anh chị. Ok chưa? Bốn cánh cửa là dán toàn bộ ron cách nhiệt hết toàn bộ trên chiếc xe rồi. Đây anh chị nè, phần táp bi nè, táp bi cũng đã bọc 5D bên tài. Bốn cánh chính điện, đầy đủ tính năng trên con xe rồi. Đây là phần bề các chân này. Hai bên những sống gân này, không dấu hiệu là móp méo anh chị nhá. Ghế nè, đẹp chưa, đẹp như nhau.
sạch sẽ chưa, chỉnh túi hơi, chỉnh lưng, đầy đủ tính năng trên con xe rồi. Vô lăng đi đôi là cho nó vô lăng ba chấu nè, đồng hồ nè, đồng hồ bản đủ báo cửa mọi thứ tính năng đang hoạt động. Bốn kính cửa đẹp như nhau nhá. Phần tấp bi bọc hết toàn bộ 5D. Lóc khóa chị em an toàn. Đây là phần ghế phía trong nè. Sạch sẽ chưa? 70 triệu sở hữu ngay bộ Nuvira rồi. Giá quá hợp lý. Đề nhẹ phát nổ máy rồi nha cô chú anh chị. Con này sẽ trang bị màn hình nè. Màn hình cảm biến nè anh chị ạ. Trang bị cho em nó là một cái màn hình cảm biến nha. À, màn hình cảm biến nghe Bluetooth, nghe USB, con số riêng nguyên bản có sản xuất nè. Tẩu sạc đầy đủ tính năng cho con xe. Đây là khay học để đồ nè. Cái gì đây? Remote. Máy lạnh thì sao ạ? Đó, kích hoạt máy lạnh rồi. Anh chị nào hỏi Nuvira thì chừng anh về Nuvira rồi nhá. Cửa gió nè. Cửa gió anh chị có thể chỉnh nè. Trái phải đầy đủ nè. Mọi thứ được báo thắng tay nè, ưu tiên nè. Đèn đóm nè. Anh chị xem đèn đóm nè. Đó, đá đèn nè. Ok chưa? Trợ lực nè. Trợ lực cực kỳ là đầm. Đèn còi đầy đủ anh chị nhá. Đó, lấy về chạy thôi. Đam mê mẫu này alo cho em. Vô lăng trợ lực lái nhẹ lắm. Mua về tập chạy tập lái thôi. Những mẫu xe Trường Anh bán ra Trường Anh bao quay đầu cho cô chú anh chị nha. Bao quay đầu hết cho cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị yên tâm. Ok chưa? Hai cụm đèn phía sau nè. Đây anh chị nè. Nè, sơn nè, có một hai chỗ này chóc nè. Chỗ này mới phát hiện ra nè. Đó, xe này cũng đã đi dọn rồi mà chỗ này nè, chưa dặm nè. Chỗ này bị dặm nha, chỗ này phải dặm. Dặm cho anh chị một tí ở phía đây thôi. Một tí chỗ này, với chỗ này. Giờ giờ thì xíu một tí chỗ này nữa nha. Hai cụm đèn phía sau sáng rực chưa. Đèn bảng số nè. Đầy đủ tính năng rồi, biểu tượng của Daegu nha. Phía sau là anh chị, chủ nhà đã dán cái nỉ kích nhiệt cho em nó nè. Đây anh chị. Đây nè. Con này sở hữu 5 ông đúc. Phần cốp sau nè. Cốp sau là mới tinh. Chủ nhà cũng dán 3M hết rồi. 3M cách âm cho cô chú anh chị rồi nha. Đó, sạch sẽ nha. Mẫu xe cỏ mà cửa bắp thôi. Xe cửa bắp. Chạy sướng lắm. Ok chưa? Đó, sơn sơ gì xe có sao Trường Anh tả thẳng như vậy nha. Em không có giấu đâu. Vì mình làm ăn đâu đó phải rõ ràng, gọn gàng. Sơn xi đẹp. Anh chị nè. Nỉ cách nhiệt nguyên bản của nhà sản xuất nè. Qua thời gian 5 tháng nó hơi rách đây tí xíu. Hơi rách, cái này không ảnh hưởng. Keo chỉ nè. Keo chỉ rin nè. Trên nắp carbo nè, anh chị thấy keo chỉ không? Keo chỉ trên nắp carbo rin đẹp luôn. Hai bên phần sóng tinh trụ đẹp như nhau. Nước giải nhiệt, trang bị bình khô, hộp chỉ dẫn cầu chì full boss, hai bên lường. Không dấu hiệu đâm pha dàn trước của em nó đâu. Dàn trước vẫn còn chức sân rin luôn. Ok chưa? Đây nè, hai bên nè. Đây anh chị nha. Keo chỉ nè, đó. Nắp capo nè, nắp capo chức sân rin nè. Đây là chức sân rin nè, chỉ luôn nha. Boe cảm biến gió. Đây là ổ ga, Trường Anh gọi là ổ ga con sò. Anh chị thấy xoắn xoắn hình con sò không? Ổ ga con sò nha. 1, 2, 3, 4 4 cây bô ri. Và đồng thời em sở hữu 1, 2, 3, 4 4 cây bếp full. Xe có dấu hiệu độ hơi nè. Nút xoay cam cò đang bơm. Xe này xài qua IC điện tử 1, 2, 3, 4. Xe này xài qua IC điện tử rồi nha cô chú chị nha. Mô chống nóng nè, còn rim nè. Máy nè, êm chưa? Sử dụng qua Jekyll cam ở đây nhá. Test phần máy cho cô chú chị trải nghiệm nè. Máy nổ êm cực kỳ.
chưa? Đó, máy cực kỳ là chắc chắn luôn. Đệm cao su nè. Anh chị coi là đệm cao su của những con tán nè. Không dấu hiệu rớt máy nha. Để bà con thấy giờ phóng cho bà con coi nè. Không một dấu hiệu rớt máy nha. Con tán nè. Clean chưa? Ok chưa? Máy hoạt động nè. Thêm ru. Cực kỳ là êm luôn. Đam mê mẫu này alo cho em. Anh chị coi cục máy khô chưa nè. Cục máy là cực kỳ khô ráo. Đó, bà con thấy cục máy chưa? Số máy nằm đây nha. Số máy nằm đây nè, chừng anh chị nè. Số máy nằm đây nha, cô chú chị nha. Đó, mua xe để ý. Mình cho thằng anh số khung số máy rõ ràng đầy đủ. Tính năng như con xe rồi. Lấy về chạy thôi. Cục máy xử lý qua công nghệ 4.0 rồi đó. Đẹp chưa? Nè. Ok nha. Dầu trợ lực nguyên bản của nhà xuất luôn nè. Green Dead. Mẫu xe của bác. Rất tiền. Lấy về che nắng che mưa. Giá rẻ như không. Giá rẻ như không nha cô chú anh chị. Bởi mới chịu bớt cái vài triệu nữa quá ok. Một mẫu Nuvira. Form dáng đồng sơn đẹp. Nội thất đẹp, không dấu hiệu và đâm pha cứng đụng trên chiếc xe. Kết hợp với xi nhan đầy đủ tính năng trên con xe rồi. Chức nuôi qua thời gian và năm tháng. Anh chị cái bô nổ không có tí khói rồi đây nè. Bô nè, bô nổ không có tí khói luôn. Con này được cái nội thất đẹp nè. Cục máy ngon nè. Lấy về của chú chị chạy sướng lắm. Những cô chú chị nó mới biết chạy á thì Trần Anh khuyên lên lấy mấy dòng này. Tại vì thứ nhất là đồ đẹp dễ thay nè. Và thứ hai nó lành. Xe nó lành máy anh chị nha. Nó cực kỳ lành máy. Đây là anh chị trải nghiệm lại thêm một phần nội thất nữa nè. Đó, đẹp chưa? Nội thất chủ nhà cũng bọc 5D khá là bắt mắt. Phần copy ghế cũng vậy. Khá là bắt mắt. Ghế sạch sẽ, nội thất đẹp nha. Ghế sạch sẽ không có dấu hiệu rách rưới đâu. Anh chị trải nghiệm luôn phần gầm cùng với Trần Anh ô tô nhé. Nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau đến với tay người sử dụng luôn. Đây là anh chị. Đây là phần gầm nè. Ghế phần gầm phía sau không? Đó, phần gầm. Gầm nè. Ok chưa? Gầm bề chắc chưa? Gầm bề là cực kỳ chắc chắn. Bà con có bác đam mê mẫu này alo cho em. Trần Anh quay như vậy đúng không? Gầm về không mục. Nhưng đời em không có như vậy. Có một chỗ mục dưới gầm. Và hôm nay em sẽ quay chỗ mục đó. Em sẽ xử lý nha. Quay xong rồi em xử lý. Là anh chị à, một tí thôi. Đây nè. Anh chị thấy không? Một tí thôi. Chuẩn chưa? Chỗ này. Chỗ này. Đó, một tí thôi. Nhá. Chỉ một tí thôi, cái đó thôi. Thấy chưa? Nè. Đó, nhìn kỹ chưa? Một tí xíu. Không có ảnh hưởng. Ok chưa? Đó, người thật việc thật đó anh chị. Xe có sao báo thẳng, có chuẩn. Để cho cô chú anh chị biết. Rồi chúng anh sẽ xử lý lại chỗ đó. Chứ không phải em quay gầm không mục xuống giao cho cô chú anh chị. Một cái xe nó mục banh là không được nha. Làm ăn chuẩn của công ty là phải như vậy. Một lần nữa nhớ đăng ký channel bên Trần Anh Auto.
và đừng quên bấm vào chuông thông báo cập nhật về mẫu nhiều mẫu xe hotline 0961 408 726, thu mua và phân phối toàn bộ tất cả các dòng xe xứ cỏ, từ xe đời thấp đến xe đời cao. Phương châm chúng em làm việc phục vụ cho cô chú anh chị chu toàn, vui vẻ, hạnh phúc, niềm nở và hòa đồng. Em kết thúc channel tại nơi này nhé. Trần Anh xin cảm ơn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.